Vắng như chùa Bà Đanh, đó là câu cửa miệng được tuyên truyền trong dân gian. Hôm nay chúng ta cùng đến thăm ngôi chùa rất nổi tiếng này. Để đi đến chùa Bà Đanh, chúng ta đi từ thị xã Phủ Lý theo quốc lộ 21 cách 7 cây số. Và đây, chúng ta đã vào tới cổng chùa. Ngay cổng chùa thì có hai lối rẽ. Một lối vào chùa chính và một lối ra núi Ngọc. Đó, các bạn có thể thấy xung quanh rất nhiều cây xanh và cả những cây cổ thụ, cành lá bị rêu mốc. Bây giờ chúng ta đi vào chùa chính. Hai bên là những hàng dưới cổ và rất nhiều tiếng chim. Đó. Khi tới đây thì các bạn sẽ thấy là cổng chùa. Chùa Bà Đanh rộng khoảng 10 hectare tại thôn Đanh Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là cổng bên tay trái, bên trái của chùa và những cây đa cổ thụ. Thế còn chỗ này là chúng ta nhìn từ bậc đá xuống. Đây là bậc đá mà tiếp giáp với con sông đáy bao bọc xung quanh. Chùa đã được đầu tư rất là lớn và hiện đại. Tuy nhiên thì bên trong chùa sẽ vẫn giữ được cái nét cổ kính. Và chúng ta bước vào bên cổng bên trái của chùa. Đó, các bạn nhìn cái không gian ở bên trái chùa có rất nhiều gian nhà và theo như thống kê thì có đến gần 40 gian nhà ở cái khu chùa này. Đó. Vâng, đây là một con mèo đen trông rất là huyền bí, làm cho chúng ta cảm giác ngôi chùa huyền bí hơn. Vâng, đây là sân chính của chùa này. Các bạn sẽ được quan sát một vòng với những cột đá và những gian nhà gỗ. Chùa Bà Đanh tương truyền có từ thế kỷ thứ 5, thứ 7. Đây là ngôi chùa nhỏ thờ tứ pháp, gồm có Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Nghĩa là bốn thần: thần mây, thần mưa, thần sấm và thần sét. Thế thì đến thế kỷ thứ 16 là chùa được khôi phục lại với diện tích lớn và khang trang hơn. Thì cũng giống như các ngôi chùa khác thì chùa Bà Đanh cũng thờ Phật. Tuy nhiên thì ngoài thờ Phật ra thì chùa còn có tượng Nam Tào Bắc Đẩu, Thái Thượng Lão Quân và các tượng của tín ngưỡng tứ phủ, là một tín ngưỡng của dân gian Việt Nam. Đây là bên trong chùa. Bên trong chùa còn thờ Bà Đanh, hay còn gọi là Bà Đức ở thôn Đanh, gọi tắt là Bà Đanh, là người mà phù hộ cho mưa thuận gió hòa. Đây là là một cái quả chuông rất là lớn, có nhiều chữ ở xung quanh. Vâng, chúng ta sang bên trái, sang bên phải. Có khánh đá, vâng, vừa hình ảnh khánh đá vừa qua xong, và có những cái cây cây đào tiên rất là cổ thụ, gốc rất là già rồi. Vâng, thì các bạn thấy xung quanh rất nhiều cây cối, tạo một cái cảm giác thanh tịnh, trong lành. Vườn chùa thì có nhiều hoa và cây. Đó, đây là hoa lan, rồi những cây hồng.
xòa sang bên lối đi. Đó, cả những đàn gà nữa. Và gà mẹ dẫn con đi ăn. Và đây là suối Ngọc. Suối Ngọc ngay ở đằng sau khu chùa Bà Đanh. Nước rất là trong. Có khóm hoa súng. Các bạn có thể nhìn thấy in cả hình mái và hình trời xuống. Đó. Rất là trong. Thế còn bây giờ chúng ta đi sang khu núi Ngọc. Núi Ngọc được tương truyền là rất linh thiêng và nhiều đôi nam nữ đến đây là thề thốt. Tương truyền bởi vì sao là có tên là chùa Bà Đanh là bởi vì chùa này nằm ở khu U Tịnh, xa dân, cả ba mặt là sông, rừng chắn lối và nhiều thú dữ nên ít ai dám vào. Chính vì vậy cho nên mới có câu là vắng như chùa Bà Đanh. Tuy nhiên thì cũng có một tương truyền khác, đó là chùa này rất thiêng. Nhiều người vào và mạo phạm là sẽ bị vật cho nên là rất nhiều người sợ. Và đây là một cái ngôi miếu cổ và tường đã rêu và cây những cái cây tầm gửi đã mọc kín tường. Đó. Không cửa thì đóng, không biết ở bên trong thờ gì. Nhưng mà ngôi miếu này rất là cổ rồi. Ngôi miếu nằm nhìn ra phía sông. Đây là sông đáy. Con sông đáy khi chảy qua tới đây thì tạo ra một vòng bao bọc lấy chùa Bà Đanh về ba mặt. Đấy. Thế ngày xưa thì đến chùa Bà Đanh thì chỉ có một lối đi độc đạo thôi, còn lại phải đi thuyền. Thế khi mà chúng ta trèo lên núi Ngọc thì chúng ta nhìn xuống. Ngay bên cạnh bên dưới là dòng sông với dòng nước mát. Còn bên trên là những tảng đá xếp liền với nhau và những cái rễ cây cổ thụ bám vào các kẽ đá. Thế khi nào có dịp các bạn sẽ đến thăm chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh bây giờ thì không còn vắng như ngày xưa. Hôm nay thì do là chúng ta đi vào ngày thứ là vắng thôi.